Vâng, chào các bác ạ, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay đã là ngày 14 tháng 10 năm 2021. Thì ngày mai đúng 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 sẽ diễn ra cái sự kiện ra mắt dòng xe điện VF E34 vào đúng 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 các bác nhá. Thế thì các bác muốn theo dõi cái sự kiện trực tiếp ra mắt cái dòng xe điện VinFast VF E34 này thì các bác hãy nhanh tay nhanh chân ghé thăm vào kênh YouTube của em Thành Auto vào lúc 10 giờ sáng ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai 15 tháng 10 năm 2021 để chúng ta có thể xem được trực tiếp cái lễ ra mắt xe điện VF E34, xem nó cụ thể ra như thế nào nhé các bác nhé. Các bác sẽ được trải nghiệm thông qua cái hình ảnh mà khi mà xe điện VF E34 được ra mắt trên toàn quốc các bác nhé. Các bác hãy đừng quên là đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông để nhận được những cái thông báo cũng như là cập nhật những cái tình hình cũng như là thông báo mới nhất về cập nhật về cái giá cả cũng như là hình ảnh thực tế từ dòng xe điện VF E34 cụ thể xem là giá cả nó ra sao hay là hình ảnh thực tế là như thế nào thì các bác hãy đăng ký kênh ạ để nhận được những cái thông báo cũng như là cập nhật những cái tin tức mới nhất về dòng xe điện này nhé. Vâng, xe điện VinFast VF E34 sẽ ra mắt vào 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 được trực tiếp trên kênh YouTube của em Thành Auto. Thế thì các bác nhớ ghé thăm, em nhắc lại một lần nữa, tức là các bác hãy nhớ ghé thăm vào kênh YouTube của em Thành Auto vào lúc 10 giờ sáng ngày mai. Thời điểm cũng rất là dễ để các bác quan sát và theo dõi đúng không ạ? Thế thì khi mà em trực tiếp thì nó sẽ có cái thông báo luôn ngay trên màn hình của các bác. Nếu như các bác đăng ký kênh và bật thông báo ở trên điện thoại của các bác rồi thì là sẽ có cái thông báo khi mà em lên sóng live stream trực tiếp cái buổi ra mắt cái dòng xe điện VF E34 này. Thế thì các bác nhớ ghé thăm lại kênh YouTube của Thành Auto vào 10 giờ sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là em xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào 10 giờ ngày mai. Em xin chào và hẹn gặp lại.